Xin chào các bạn, chúng ta đã quay trở lại chuyên mục đánh giá xe của AutoPro. Và chiếc xe mình cùng khám phá hôm nay chính là mẫu crossover tâm điểm gây được nhiều tiếng vang trong thời gian vừa qua, Hyundai Tucson. Đầu tiên là về mặt thiết kế, cũng giống như những lần thay đổi ở các thế hệ trước, điểm chung của những mẫu xe Hàn Quốc là sự lột xác hoàn toàn, dường như không còn giữ lại nét thiết kế quen thuộc nào thế hệ cũ. Lưới tản nhiệt mới nay lớn hơn, thiết kế hình tam giác độc đáo, ấn tượng ở mặt trước không thể không kể tới cụm đèn chính ở đây. Tucson 2021 sử dụng hệ thống đèn LED hoàn toàn, trong đó đèn pha còn được tích hợp thẳng vào mặt ca lăng. Phía bên dưới có thêm đèn sương mù bổ trợ cho đèn pha lớn. Thiết kế tách biệt phía bên dưới vẫn đang là xu hướng trong dải sản phẩm gần đây của Hyundai, đơn cử như Kona hay Santa Fe trước đó. Bước sang phần thân, Tucson tiếp tục gây ấn tượng với phần thân nhiều đường cắt xẻ. Điều này cũng khá quen thuộc với những ai đã nhìn mẫu Hyundai Elantra. Về kích thước, Hyundai Tucson nhỉnh hơn phiên bản tiền nhiệm một chút với chiều dài cơ sở 2680mm, tăng nhẹ so với thế hệ cũ là 10mm, chiều dài tổng thể tăng 20mm, đạt mức 4501mm, chiều rộng tăng 15mm trong khi chiều cao chỉ tăng 5mm. Thiết kế mâm xe trên Tucson với mình cũng đáng khen, các bạn thấy thế nào? Hãy để lại comment ở phía bên dưới nhé! Để kết thúc phần ngoại thất, chúng ta hãy cùng nhìn phần đuôi. Cụm đèn hậu của Tucson thế hệ mới nổi bật hơn hẳn với thiết kế hình lưỡi liềm kép hai bên, nối với nhau bởi dải đèn LED chạy ngang, nửa dưới càn sau sử dụng họa tiết kim cương độc đáo. Nhưng điều mình không thích lắm trên Tucson đó là hệ thống đèn xi nhan lại nằm ở phía bên dưới, nên nhiều khi xe đi phía sau khó có thể nhìn thấy đèn báo hiệu. Gạt mưa ở cửa sổ sau cũng được ẩn bên dưới cánh gió. Logo Hyundai được đẩy lên cao hẳn ở rìa cửa sổ do bên dưới không còn không gian trống. Ngoài ra, phần cốp nay rộng hơn hẳn so với thế hệ trước. Bước vào bên trong nội thất, rất nhiều thứ mới đáng nói ở đây, nhưng nhìn chung là dễ tiếp cận hơn so với thiết kế ngoại thất. Đầu tiên là thay đổi từ bảng đồng hồ điện tử sau vô lăng, kích thước 10,3 inch Full LCD hoàn toàn, đồng hồ thay đổi màu sắc qua từng chế độ lái. Nhìn sang chút, phần táp lô nối liền bệ cửa có thêm hai vị trí nhờ ghế lái. Tiếp đến, vô lăng có thiết kế giống hệt với Elantra dạng 4 chấu, có đầy đủ các phím chức năng, từ media, ra lệnh giọng nói tới Adaptive Cruise Control, có thêm cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn đường. Chưa hết, hệ thống giải trí với màn hình lớn, rất mượt, phản hồi nhanh, có sẵn ngôn ngữ tiếng Anh chứ không phải mỗi tiếng Hàn. Hy vọng khi về tới Việt Nam, chúng ta vẫn được dùng cụm màn hình này bổ sung thêm tiếng Việt. Xuống từ phía dưới, Tucson cũng chuyển sang cần số dạng nút bấm, chuyển chế độ lái này, đó, thay đổi màu sắc ngay tức thì. Ở phía dưới, chúng ta có hệ thống nút media cho tới điều hòa cũng là loại cảm ứng hoàn toàn. Có camera 360. Đặc biệt, nội thất Tucson có đủ sưởi ghế và làm mát cho cả hai bên. Bệ tí tay khá lớn và để được nhiều đồ. Ghế bên phụ cũng có thể chỉnh điện từ phía sau thông qua hai nút bấm tại đây. Ở phía trên là cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Hàng ghế sau chúng ta cũng có cửa gió điều hòa, cổng USB, bệ tí tay, ngồi rộng rãi ngay cả với những người cao tầm 1m8. Khoảng trống trên trần vẫn còn, điều này cũng có được là nhờ vào việc độ ngả của ghế thoải mái. Động cơ tiêu chuẩn của Tucson 2021 là bản 2.5 lít i4 công suất 190 mã lực, mô men xoắn 260 Nm, hộp số mặc định đi kèm là loại tự động 8 cấp. Phiên bản kế tiếp là Tucson Hybrid kết hợp động cơ 1.6 lít i4 tăng áp với motor điện cho tổng công suất 230 mã lực, mô men xoắn 350 Nm, hộp số sử dụng nhiều khả năng là loại 6 cấp tự động giống Sonata. Song, giá bán vẫn chưa được tiết lộ. Vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng khám phá chi tiết Hyundai Tucson thế hệ hoàn toàn mới. Các bạn nghĩ sao về chiếc xe này? Hãy để lại bình luận ở bên dưới nhé. Đừng quên bấm like và subscribe kênh YouTube AutoPro để đón xem những video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.